Thời gian này mày cố gắng giữ gìn sức khỏe vào, ăn uống đảm bảo, vừa tốt cho mày mà em bé còn phát triển nữa. Này, không nói gì à? Mày cứ im như thế, chị biết đường nào mà lấn. Em không sao, chỉ là vẫn chưa tin được là mình có thai thôi. Tao biết còn nhiều người không tin nổi lắm. Mà mày có định suy nghĩ lại không? Gọi cho Gian đi. Tao đoán Gia An sẽ sốc lắm đấy. Sao đấy? Không nghe máy. Thì không nghe mày gọi lại, nhắn tin cũng được. Điều đấy có nghĩa là đến ông trời cũng không muốn em cho Gian biết. Mai Anh, đợi chị. Đưa mày đi ăn nhá, chứ mặt tái mét đi kìa. Đi. Chị về trước đi, em có hẹn với bạn rồi. Mày đi ăn đã rồi đi. Khổ quá, đi về đi, có gì em gọi. Đi đi. Đi cẩn thận đấy. Sao chị biết bà ở trong đây mà vào tìm? Có lần tôi đưa bác ấy vào viện, biết bác ấy có người quen ở trong này, nên bà hỏi thử xem có thông tin gì không. Alo. Anh yêu đang ở đâu đấy? Anh đang đi có việc. Đi với ai đấy chồng? Thì đi một mình. Mà thôi anh đang bận nhá, có gì anh gọi sau. Thế đi. Mà anh gọi à? Tôi và cậu có làm gì khuất tất đâu mà cậu phải nói dối. Đơn giản là tôi không muốn lằng nhằng. Mà giữa tôi với chị có gì thì cô ấy cũng không có quyền can thiệp. Với lại tôi với Mai Anh bây giờ cũng không có gì liên quan với nhau nữa. Anh có chắc là mình không còn liên quan hay ràng buộc gì nhau không? Em lại tới đây làm gì? Em đi khám thai. Đừng bảo hai người đến đây để đi. Vớ vẩn. Người ta không phải kiểu như em nghĩ đâu. Anh nói ai vớ vẩn đấy? Hai người tự giải quyết đi. Tôi đi trước đây. Này. Anh đưa em về. Em có chuyện muốn nói với anh. Để lúc khác, anh đang bận. Em có chuyện muốn nói. Được bác vào khám đã. Bỏ ra. Ủa ạ? Con đang bận khi... Sao ạ? Mẹ bị ngất á? Sao bố mẹ lừa con? Nếu mà muốn con gặp họ thì cứ nói thẳng ra. Kể cả con không thích, con cũng về để đẹp mặt bố mẹ cơ mà. Bố mẹ làm như thế là ác đấy. Mẹ xin lỗi. Tại mấy lần gọi mà con cứ trốn. Thế nên bố mẹ mới phải bất đắc dĩ. Hùng đây con. Này, bố mẹ ăn hoa quả đi này. Ừ. Hùng đây. Mẹ. Ừ. Con chỉ có mỗi bố mẹ thôi. Mẹ mà bị làm sao con phát điên lên ý. Bố mẹ muốn con vỡ tim mà chết đúng không? Biết rồi. Anh ấy. Ừ. Ba nói rồi là không được dùng cách ấy với con. Anh đã. Anh chưa ai. Này, sao con lại đi taxi về đây làm gì? Xe đâu? Hay để bố mua cho cái xe nữa nhé. Mini Cooper. À, đi cho nó nhỏ. Con không có nhu cầu. Mà mẹ không sao thì con đi luôn đây. Ở trên kia đang một núi công việc cần con giải quyết được kìa. Đừng, đừng, bố mẹ xin lỗi rồi mà. Con đã về thì ở nhà chơi ít ngày đi.